Điều trị đau lưng hiệu quả khi mang thai. Điều gì gây ra tê cứng và đau lưng khi mang thai? Làm cách nào để chị em phụ nữ mang thai giảm bớt được chứng đau khó chịu này? Sau đây là một vài chia sẻ hữu ích. Nếu việc mang thai khiến bạn bị đau ở lưng, bạn không đơn độc. Đau lưng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất khi mang thai. Đau lưng có thể bắt đầu sớm trong thai kỳ đối với nhiều phụ nữ khoảng tuần thứ 18 và tiếp tục hoặc trở nên tồi tệ hơn cho đến khi bạn sinh con, sau đó là đau lưng sau sinh. Nguyên nhân gây đau lưng khi mang thai. Khi bụng của người mẹ trở nên to hơn trong thai kỳ, một loại hormone gọi là relaxin sẽ khiến các khớp xương ổn định trong xương chậu bị lỏng ra để cho em bé đi qua dễ dàng hơn trong khi sinh. Thêm vào đó là trọng lượng của tử cung người mẹ phát triển to ra và sự cân bằng cơ thể bị đẩy lên khi trọng tâm cơ thể bị di chuyển về phía trước. Do đó, lưng dưới cong hơn bình thường để phù hợp với tải trọng, dẫn đến cơ bắp bị căng, đau nhức, cứng và đau. Những điều bạn cần biết. Nếu bạn cảm thấy nhói buốt, đau mà bắt đầu từ lưng hoặc mông và lan xuống chân, bạn có thể bị đau thần kinh tọa. Tuy nhiên, đau lưng khi mang thai có thể chữa được, hơn nữa có nhiều cách để giảm bớt nó. 1. Lưu ý tư thế của bạn khi ngồi. Nằm dài trên ghế cả ngày thực sự gây căng thẳng cho cuộc sống hơn bất cứ điều gì khác. Ở nhà và tại nơi làm việc, hãy chắc chắn rằng những chiếc ghế bạn sử dụng hầu hết đều hỗ trợ tốt và tốt nhất cho lưng thẳng, cánh tay và đệm chắc chắn. Sử dụng các chân để nâng cao bàn chân một chút và không bắt chéo chân. Điều đó có thể khiến xương chậu của bạn nghiêng về phía trước, làm trầm trọng thêm những cơ lưng bị căng. 2. Nghỉ dài lao. Đi bộ hoặc đứng ít nhất 1 tiếng một lần, ngồi quá lâu có thể khiến lưng bạn đau hơn nữa. Cố gắng đừng đứng quá lâu. Nếu bạn làm việc trên đôi chân của bạn, hãy cố gắng đặt một chân trên một chiếc ghế thấp để giảm áp lực cho lưng dưới của bạn. 3. Tránh nâng vật nặng. Nếu phải nâng vật nặng, hãy làm từ từ, ổn định trọng lực tư thế bản thân một cách chắc chắn, uốn cong đầu gối, không phải ở thắt lưng và nâng lên bằng tay và chân, không phải lưng. 4. Theo dõi cân nặng. Theo dõi sự tăng cân của bản thân vì tăng cân có thể gây khó khăn vào lưng. 5. Đi giày phù hợp. Không đi những đôi giày cao gót cũng như đôi đế phẳng dẹt hoàn toàn. Các chuyên gia khuyên nên đi đôi giày gót thấp để giữ cho cơ thể thẳng hàng. Bạn cũng có thể đi những đôi giày có vật chèn đặc biệt vào giày được thiết kế để hỗ trợ cơ bắp. 6. Nằm một tấm nệm cứng. Nếu đệm của bạn không cứng, hãy đặt một tấm ván bên dưới trong suốt thời gian mang thai. Một chiếc gối cơ thể dài ít nhất 1,5 mét cũng giúp bạn có được những tư thế ngủ giảm căng thẳng. Giải pháp trị mất ngủ cho bà bầu. 1. Sử dụng dây đeo chéo để nâng đỡ, vì nó được thiết kế dành riêng cho người mang bầu, giúp giảm gánh nặng bụng cho lưng dưới. 2. Không cố vươn tới đồ vật xa. Sử dụng ghế thấp, chắc chắn để lấy đồ vật từ trên cao và tránh gây thêm bất kỳ căng thẳng nào trên lưng. 3. Luôn suy nghĩ vui vẻ. Tâm trí thanh thản cũng làm cho lưng bớt bị căng đau. Bạn cũng có thể thử một số động tác yoga đơn giản trước khi sinh, thư giãn cả tâm trí và lưng. 4. Tăng cường cho bụng. Nghiêng xương chậu để tăng cường cơ bụng, từ đó hỗ trợ lưng, hoặc ngồi trên một quả bóng tập thể dục và bồn tắm bằng đá. 5. Chườm nóng và lạnh. Làm dịu cơ bắp đau bằng cách áp dụng chườm lạnh, sau đó chườm ấm trong khoảng thời gian 15 phút. 6. Tắm nước ấm. Nếu bạn có một vòi hoa sen massage, hãy bật nó lên để massage lưng. 7. Massage. Bạn hãy đi massage 3 tháng đầu và với một nhân viên massage biết bạn có thai và được đào tạo về nghệ thuật massage trước khi sinh. 7. Nói chuyện với bác sĩ của bạn. Hỏi bác sĩ của bạn về các nhà trị liệu vật lý, các chuyên gia y học như châm cứu hoặc bác sĩ chỉnh hình có thể giúp đỡ hay gọi cho bác sĩ nếu bạn bị đau lưng dữ dội. Hy vọng một vài lời khuyên trên sẽ giúp bạn xua tan những cơn đau lưng và luôn khỏe mạnh trong thời gian thai kỳ.